Bộ Giao thông Vận tải thúc tiến độ 3 dự án cao tốc thông xe 30 tháng 4. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành công điện số 02 CDBGTVT gửi các chủ đầu tư, nhà thầu và tư vấn giám sát tập trung thi công, hoàn thành các thủ tục, đảm bảo đưa vào khai thác theo kế hoạch đối với các dự án thành phần đoạn Mai Sơn Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo, Phan Thiết và Phan Thiết Dầu Dây thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 giai đoạn 1. Theo đó, công điện nêu rõ, Bộ Giao thông Vận tải đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các ban quản lý dự án, các nhà thầu, đơn vị tư vấn trong công tác tổ chức thi công để thông xe kỹ thuật các dự án, đáp ứng cơ bản mục tiêu phong trào thi đua 120 ngày đêm thông xe kỹ thuật. Tuy nhiên, qua theo dõi tiến độ thi công các dự án sau dịp Tết Nguyên đán cho thấy, việc triển khai đồng bộ các dây chuyền, huy động nhân lực, thiết bị, đảm bảo đầy đủ các mũi thi công của các đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu, trong khi khối lượng các hạng mục cần hoàn thiện còn lại rất lớn, đòi hỏi sự nỗ lực cao, quyết tâm lớn của các nhà thầu, tư vấn và ban quản lý dự án. Đặc biệt, còn một số gói thầu chậm triển khai thi công các hạng mục mặt đường, có nguy cơ không hoàn thành đúng tiến độ theo yêu cầu. Để đảm bảo hoàn thành bàn giao đưa các dự án vào khai thác sử dụng trước ngày 30 tháng 4 năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các lãnh đạo các ban quản lý dự án trực tiếp có mặt tại hiện trường đến khi hoàn thành dự án để chỉ đạo điều hành công tác tổ chức thi công của các đơn vị, đảm bảo chất lượng, tiến độ hoàn thành và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về kết quả thực hiện. Các ban quản lý dự án cần chỉ đạo các nhà thầu tổ chức thi công hoàn thành công tác thảm bê tông nhựa mặt đường trước ngày 31 tháng 3 năm 2023, hoàn thiện các hạng mục còn lại nút giao, cầu vượt ngang, hệ thống an toàn giao thông, đảm bảo đưa công trình vào khai thác sử dụng trước ngày 30 tháng 4 năm 2023.